Hello anh em. Hành trình 400 km đến với biển của mấy anh em miền núi. Đó. Hôm nay là đưa anh em ra biển chơi. Tí nữa sẽ quay flycam cũng như là quay phim chụp ảnh ở ngoài bãi biển cho anh em xem nhá. Anh em đón xem nhá. Đây bác Tài đẹp trai đây. Đấy. Anh em nào đến với biển Hải Biến thì cứ liên hệ với bác Tài.